Roman. Em nay con Roman nổ là khá nhiều. Baby Min. Bên mình là Rome và Pho là tiếp tục trận đấu bên mình đẹp hơn, dễ đánh hơn, và các game thủ cần phải chắt chịu những cái trận đấu quần đẹp như thế này. Vâng, hai bãi quả đều những bãi quả sâu, cả quả phụ như quả chính. Trận này đổi vai rồi, Tễu sẽ là người đánh cung, còn Hoàng Nhi sẽ người đánh chém. Phô này liệu đánh được cùng có khỏe hay không? Lại cùng chờ xem. Tính ra bãi quả của Roman mà đẹp là một bài đẹp đấy. Thành ra bãi... đôi voi bầy hiêu quả phụ quả đầu, quả phụ nhưng không ăn được. Ba bãi quả đều tù vãi chày, thêm bãi quả phụ nữa thì mình như cũng tù vãi chày luôn. May cái bãi quả kia còn bú được, còn có chỗ đọc cờ. Bên kia hai bài đều dò tới 20%. Cố gắng lên nào. Bên mình những bài kích cuối 10.
đều là những bài cuối 10 nên không thực sự được mắc binh để làm với bài Roma Fo. Bài kịch 10-50. Tệ Âu chắc là 11. Ờ, sang 11 rồi. 11-05 với 25 dân. Bên kia biết ai chém ai cùng đây. Mệnh cả 10 Bilon. Thấy điểm đang cao, mệnh cả mình chém à. Baby đánh cung dành cho game thủ truy mạnh. Bách thì đang bị công tê rồi. Không. Ừ, đúng rồi, nhưng Bách đang bị công tê. Đang bán ở bãi ruộng của game thủ cầm 1-2. Có lắc đà dành cho 9x công. 7E này có thể bắn nốt một dân. Rồi, như vậy một con tê đổi lấy hai con nông dân đến từ người cầm Miu An. Bách đang tương đối yếu trước hai nhà đang chọc, một nhà lạc đà thả sang đây và một con tê công. Theo trận này Phô sẽ về siêu châu quân đây. Chứ thực sự mà nói Roman mà không lên sớm, Roman thì cần cân lên đời cân pheo với Min thì cảm giác ngựa chém gặp lạc đà đã tương đối khoai rồi. Tệo chắc là bây giờ đang bị hai à chưa? Đây đang bị hai nhà quay. Bộ ba đang có tên đi bắn thì Tệo. Cứ thế vô nền xà nữa không thể nở được mắc bình. Đúng ngay nhà quay thật. Bên bạn quay thì rất sớm cho làm yếu hàng mà nhỉ. Thế trận bị bắt tên này là một thế trận thua rồi cho bên mình. Đang là một thiên lên thế trận căng đây. À không, từ từ nhá. Bách đang ăn được một ý dân ở tầng ba đấy. Tệo cố gắng đỡ tên này đi. Giật hết vào trong mà đỡ đi. 25 đến hoàng mấy nhỉ? Ba bằng một mốc dần nó đứng chơi đây. Tôi nghĩ với cái hốc này khả năng tệ vẫn thủ được. Lượng quân bên bạn đang là quá đông. Bạn cần phải sức sát thương hiệu quả nữa một dần. Thằng ba dần là chuyện trục dần nhá. Liếm được bãi gỗ kìa, tươi quá. Hai bài bên bạn đều là chém thủ ở khu vực này. Rất nhiều ruộng đến từ mùa 2. Tệo cần phải sống trước đã. Thôi hỏng rồi. Tuần này mà tuần đấu mà không chạy khéo là khả năng đứt xích luôn. Ủa thằng mùa 2 bằng Min Hoan mà nó ra phải mười mấy cái ruộng này. Sợ thật. Bách vẫn đang quấy cả đôi đấy. Tệo cũng đang giữ tham đi. Bách tham này 30 rồi. Sau tuần này tham lại tụt xuống còn 20. Như vậy thì mất hơn 20 đơn vị tham rồi đâu bây giờ. Biết ngay con Roman này gặp cái loại lạc đà nó rất là khác. Roman phải lên sớm cơ. Tham còn 20.
Bạn đang còn thi đấu được tí. Thằng bạn cũng siêu yếu, thằng bạn không sắp được quân đâu. Bây giờ phải chơi được khoanh ruộng của thằng hai cơ. Nó bắt được quân nhà MOBA. Tầm này thì căng rồi. Một đều trong trận đấu này. Cùng đến với bản lề trong trận đấu thứ hai nào.